nhận này không phức tạp. Trong quá trình mà chúng ta làm việc ấy thì chúng ta nhận thấy một cái vấn đề là gì? Có các cái đối tượng nằm đè lên và che khuất các đối tượng nằm dưới, có đối tượng nằm cao, có đối tượng nằm thấp. Vậy thì điều gì dẫn tới một đối tượng này nằm ở tầng cao hơn đối tượng khác? Đây, bây giờ chúng ta vẽ ra thử vài đối tượng. Một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng. Chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây ạ? Có thằng nằm cao hơn và có thằng nằm thấp hơn. Nhưng thứ tự này thì nó nói lên điều gì? Cứ thằng vẽ sau thì sẽ cao hơn thằng vẽ trước. Đấy là một quy luật tự nhiên mà gần như tất cả mọi chương trình thiết kế đồ họa đều tuân thủ. Tuy nhiên, đấy là lúc chúng ta tạo ra thôi. Còn trong quá trình làm việc thì rõ ràng có những lúc tôi muốn đưa cái thằng này lên trên và đưa thằng kia xuống dưới, thì tôi sẽ làm như thế nào? Để thay đổi tầng thứ cho các đối tượng này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái đối tượng mà chúng ta muốn đưa lên hoặc đưa xuống. Sau đó chúng ta vào menu Object. Tại vì đây là các Object, đây là các đối tượng, cho nên là quản lý hoặc là thao tác với chúng nó thì chúng ta đều tìm ở trong menu Object cả. Chúng ta sẽ vào menu Object, tìm tới lệnh Order. Và trong lệnh này, khi menu con mở ra, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số lệnh như sau. To back up layer, đúng không? Back one. Thế thì hai lệnh này là gì? To back up layer là đưa xuống dưới cùng so với tất cả những đối tượng đang có. Còn back one là đưa xuống một tầng so với vị trí hiện tại của nó. Hiện tại nó đang nằm trên thằng Sankoban. Nếu như tôi ấn vào back one, nó sẽ tụt xuống một bậc và nó sẽ nằm dưới thằng xanh của bạn. Đây, các bạn nhìn thấy. Nhưng nó vẫn nằm trên gì đấy ạ? Nó vẫn nằm trên thằng đỏ. Bây giờ nếu tôi lại ấn lệnh thêm một lần nữa, back one một lần nữa, thì lúc này nó sẽ chui xuống tầng thấp nhất và nó là thằng ở dưới cùng, thay thế cho cái thằng đỏ vừa đấy là thằng nằm ở dưới cùng. Thế còn các lệnh nào khác nữa? Đây, chúng ta còn có chiều ngược lại. Ở chiều ngược lại chúng ta lại có hai lệnh, đó là forward one và to front up layer. Forward one thì nó sẽ đi lên trên một bậc so với hiện tại và đang từ vị trí thấp nhất nó sẽ trèo lên nằm trên thằng đỏ đây, nhưng vẫn dưới thằng xanh của bạn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng lệnh to front up layer thì nó sẽ bất chấp là ở trong này có bao nhiêu đối tượng, nó sẽ trèo lên, nó sẽ nằm ở vị trí trên cùng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt ra là hai thao tác lấy cái hình ảnh như thế này. Một thằng là theo kiểu thang bộ, tức là mỗi một lần hoặc là tiến lên hoặc là lùi xuống thì chỉ đi một bậc thôi, trèo lên một bậc hoặc là gì đấy, đi xuống một bậc. Thế còn với cái lệnh mà đây, chúng ta sẽ có hai lệnh là lệnh gì đấy ạ? To front up layer hoặc là gì đấy ạ? To back up layer thì nó sẽ lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng. Cứ tưởng tượng ra cái các bạn xem phim chuyển tàu ấy, các bạn sẽ thấy người thường ấy mà muốn từ dưới đất mà trèo lên mái nhà thì phải bắc thang, trèo từng bậc, còn cao thủ thì đứng ở dưới đất. Nhún một cái là sẽ nhảy lên nóc nhà ngay. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta gọi là gì đấy, to front up layer. Thế còn người thường cũng ngược lại, nếu ở trên mái nhà muốn xuống thì cũng phải bắc thang, đi từng bậc xuống, đó là back one. Đấy, nhiều lần back one thì sẽ xuống đến mặt đất. Thế còn cao thủ thì cũng sẽ đứng ở trên nóc nhà nhảy tọt một cái là xuống đến đất ngay. Thì đấy gọi là gì đấy ạ? To back up layer, tức là từ trên cùng hoặc là từ bất cứ một vị trí nào, từ tầng mấy cũng nhảy một phát là xuống đất ngay, không cần phải đi cầu thang theo từng bậc. Thế thì các bạn để ý là nó sẽ có mấy cái phím như thế này. Chúng ta có phím page up và page down ở trên bàn phím. Đấy là đại diện cho gì đấy ạ? Đi lên hoặc đi xuống. Thế còn đi lên từng bậc thì chúng ta sẽ kèm thêm là control. Đi lên là control page up, đi xuống là control page down. Thế còn muốn là nhảy lên trên nóc hoặc là từ nóc mà nhảy xuống thì chúng ta sẽ kèm thì sẽ chuyển sang thành shift. Đấy, ship path up hoặc là ship path down thì nó sẽ đưa một đối tượng từ bất kỳ một vị trí nào đó xuống dưới cùng hoặc lên trên cùng.
Đây bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm vài hình nữa cho nó phong phú lên nhé. Đây, ví dụ thằng này là thêm một đối tượng này, thằng này nữa lại thêm một đối tượng nữa này, thêm một đối tượng nữa này. Đấy, bây giờ chúng ta có nhiều đối tượng hơn và chúng ta sẽ thấy rằng các tầng thứ chồng chéo lên nhau ở mức độ cao hơn, nhiều hơn. Và bây giờ nếu như tôi thực hiện các cái lệnh này thì các bạn sẽ thấy này, thằng đỏ đang là thằng dưới nhất đúng không? Tôi dịch đến bất cứ đâu cũng thấy là nó nằm khuất dưới các thằng khác. Ok, đây là thằng thấp cổ bé họng nhất ở tầng dưới cùng. Bây giờ đi lên này, control này, bắt up này, một lần, hai lần, ba lần. Ba lần này là nó đang lên trên thằng nào đây? Lên thằng xanh là cây đúng không? Thêm bắt up lần nữa lên thằng này, thằng tím, và vẫn còn dưới thằng gì đây? Da cam. Bây giờ control bắt up thêm một lần nữa thì nó lên trên cùng, có nghĩa là nó đi rất nhiều bậc, mỗi lần nó lên trên một thằng. Ngược lại là gì đấy, control bắt đầu xuống này, xuống 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 xuống, cuối cùng là nằm xuống dưới cùng rồi và nó sẽ ở lớp dưới. Còn bây giờ sau khi mà có duyên đó, có duyên vớ được một quyển bí kíp sau một thời gian luyện thì bây giờ không cần phải đi theo thang như thế nữa. Ship bắt up một phát nhảy lên trên nóc nhà này, và ngược lại từ nóc nhà ship bắt đầu một phát là xuống dưới đất ngay. Đấy, cao thủ nó khác, người thường là như đấy, chỉ một bước là lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng thôi, bất kể là nó ở vị trí nào, ở lơ lửng giữa, ở giữa cũng thế, cũng sẽ lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng đấy. Thế còn phím control thì nó sẽ bắt là đi từng bước từng bước từng bước một. Thì cái sự khác biệt nó chỉ là cái phím tắt control hoặc là shift thôi. Đấy, control thì đi từng bậc, còn shift thì là nhảy từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Đấy, và lên thì sẽ là pass up, xuống thì là pass down. Cái phím thì các bạn có thể tìm thấy cái phím là pass up pass down ngay trên bàn phím rồi đấy. Ấn một cái là sẽ được ngay. Tuy nhiên đến đấy đã hết chưa? Nó còn một cái khái niệm này nữa thì các bạn cần phải lưu ý này. Nó còn có cái lệnh to from the page. Thì to from the page với lại to from the player thì có gì khác nhau? Nó có khác nhau một chút như thế này. Chúng ta đang nói tới to from the player thì các bạn cứ hình dung là một layer nó sẽ giống như một tầng nhà này này. Đấy, có thể có thằng cu con đang nằm xoài dưới đất chơi, rồi thằng anh thì ngồi trên bàn để học, bà mẹ thì lại đứng cao hơn một tí đang chỉ dạy cho nó, ông bố thì đang đánh đu trên móc ở trên kia để trên sửa cái quạt trần hay sửa đèn. Tức là trong một cái nhà như này sẽ có nhiều tầng cao thấp khác nhau, người đứng người ngồi khác nhau. Thế thì đấy là tầng thứ. Thế nhưng mà dù ông bố có đánh đu lên cái móc ở trên trần nhà thì cũng vẫn thấp hơn cái thằng cu con ở tầng trên, nó đang nằm xoài dưới đất. Có nghĩa là lúc này thì chúng ta lại tính tới là nhiều tầng khác nhau, mỗi một tầng có thể chứa nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, thế ở đây chúng ta có nhiều tầng lên nhà hay không? Hiện tại chưa có, mới chỉ có một tầng. Mặc định một cái tài liệu mà mới tạo ra thì nó chỉ có duy nhất một layer thôi. Còn nếu muốn làm nhiều layer thì chúng ta phải có một khái niệm khác. Tuy nhiên thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một cái khái niệm này trước, có khi là thời gian chắc là không đủ để chúng ta nói về cái tầng trên tầng dưới đâu. Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện một tầng đã. Tại vì sao? Các lệnh kia đã đủ để làm chưa? Thực ra cũng chưa đủ để làm. Vì sao? Một thằng thì nhanh quá đó, hoặc là lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng, chỉ một thao tác thôi. Nhưng một thằng thì chậm quá, là đi từng bậc từng bậc từng bậc một. Thế nhưng nếu như mà chỉ có vài đối tượng như chúng ta đang làm mẫu ở đây thì mọi chuyện rất là đơn giản, kiên nhẫn một tí thì sẽ đi được đến tầng mình thích. Nhưng nếu như ở đây chúng ta có 100 đối tượng thì làm thế nào? 100 đối tượng đưa lên trên cùng hay đưa xuống dưới cùng thì rất là dễ rồi. Nhưng bây giờ đưa tới một vị trí nào đó được chỉ định thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đưa lên gần đầu. Ví dụ có 100 tầng, có 100 bậc. Bây giờ tôi muốn đưa lên bậc 95. Ok, vẫn có cách tương đối nhanh, có nghĩa là tôi đưa cho nó lên bậc 100 trên cùng, sau đó thì tôi cho nó giật lùi lại 5 bậc thì để tới bậc 95. Phương pháp đấy không tệ, có thể làm được. Đó. Hoặc là tôi cho nó ở vị trí thứ 5 từ dưới thì tôi sẽ cho nó xuống dưới cùng, sau đó đi ngược lên thêm 5 bậc lên trên.
ok, phương án đó chấp nhận được. Nhưng bây giờ người ta lại yêu cầu bạn là đi tới tầng 51, 50, 49 thì nó nằm giữa giữa như thế, thì kiểu gì bạn ở bất cứ đâu bạn cũng phải hoặc là đi lên hoặc đi xuống rất nhiều bậc cho tới cái tầng bạn cần. Như thế thì cực kỳ lâu và mất rất nhiều thời giờ. Do đó thì Corel cung cấp cho các bạn một cái lệnh, một cặp lệnh để các bạn có thể đi nhanh hơn và chính xác hơn như sau. Muốn một đối tượng thay đổi tầng thứ và nằm lên trên hoặc nằm xuống dưới một đối tượng được chỉ định nào đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta chọn cái đối tượng mà chúng ta cần, bất kể nó nằm ở tầng nào. Sau đó chúng ta vào menu object, mở order ra. Thay vì sử dụng bốn cái lệnh mà chúng ta vừa mới nói, to front a player, to back a player, forward one và back one, chúng ta sẽ chọn một trong hai lệnh, đó là in front of hoặc là behind. In front of là đưa một đối tượng nằm lên trên một đối tượng được chỉ định, còn behind là đưa một đối tượng xuống dưới một đối tượng được chỉ định. Tôi lấy ví dụ, tôi chọn lệnh in front of. Sau khi tôi chọn lệnh, nó sẽ xuất hiện một mũi tên đen rất là to như thế này. Và bây giờ tôi muốn là nó sẽ nằm lên trên thằng tím. Tôi sẽ chỉ vào thằng tím này, kích chuột một cái. Ok, bất kể nó đang nằm ở tầng nào, nó sẽ chuyển đổi tầng cho tới khi nào mà nó nằm lên trên thằng tím. Trên bao nhiêu thằng không cần biết, dưới bao nhiêu thằng không cần biết, nhưng chắc chắn rằng là nó sẽ nằm ngay trên thằng tím. Hay bây giờ tôi lấy thằng xanh cô ba này chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn là chuyển tầng thứ của nó lên phía trên, nhưng mà nó nằm ngay bên dưới cái thằng da cam, thì tôi chọn lệnh B2. Sau đó nhấn lệnh thì nó sẽ đưa ra mũi tên đen như thế này, chỉ vào cái hình gì đấy ạ, da cam, bấm một cái. Lập tức thằng này sẽ dịch chuyển bao nhiêu bước tôi không cần biết, nhưng chắc chắn nó sẽ nằm sát ngay bên dưới cái thằng da cam đó. Với lệnh này thì chúng ta có thể dịch chuyển bất cứ tầng nào chúng ta cần, bao nhiêu bậc cũng được, nhưng cũng chỉ làm một cái thao tác là gì đây, chuyển một lần là đến. Cũng gần gần tương tự như là lệnh đưa lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng, nhưng mà ở một cái tầng được chỉ định, chứ không phải là ở cái vị trí duy nhất là trên cùng hoặc xuống dưới cùng nữa. Thì chúng ta phải nắm được đủ từng đấy lệnh, thì lúc đấy chúng ta mới có thể là dịch chuyển các đối tượng theo ý mình lên trên hay xuống dưới các đối tượng khác được. Và đấy là các cái lệnh liên quan tới cái khái niệm order hay là dịch chuyển tầng thứ của đối tượng. Tuy nhiên vừa rồi thì tôi có đề cập tới là layer, nhưng mà do cái thời gian bây giờ thì nó hết rồi. Muốn giải thích layer thì cần nhiều thời gian, nhiều hơn nữa cơ. Thế cho nên là chúng ta tạm thời hôm nay sẽ dừng ở đây. Cái khái niệm còn lại thì hôm sau chúng ta sẽ giải quyết nốt. Còn là các khái niệm về layer này, quản lý layer này và gióng hàng, sắp xếp các đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập thực hành cho cả cái khối kiến thức mà chúng ta trao đổi hôm nay và sẽ đầu buổi hôm sau. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé.